Chương trình này được bảo trợ bởi Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. Loan Factory 714-444-9999, khách bạn so sánh. Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Là mặc dù có bệnh nhưng mà bà con cô bác chúng ta thì người nào chích ngừa rồi thì cứ thoải mái, phải không ạ? Dạ đúng như vậy, có nghĩa là ai mà chích ngừa rồi á, Ngọc Lan nghĩ là họ đinh ninh rằng là những mũi vaccine đó sẽ bảo vệ họ khỏi những cái nguy hiểm, có thể là có thể nhiễm nhưng mà sẽ không có chết. Còn những người nào mà không chích ngừa thì nghĩ rằng mấy người khác nó chích hết rồi, mấy người khác nó chích hết rồi chắc mình khỏi chích. Tôi nghe vậy. Được những câu chuyện trong người Việt Nam chúng ta có người đã chích 3 mũi rồi mà vẫn bị nhiễm như thường, họ gọi là breakthrough. Sáng ngày hôm nay cũng có các vị thượng nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ chích 3 mũi rồi vẫn bị nhiễm như thường. Và bác sĩ Anthony Fauci vào ngày hôm nay đã tuyên bố COVID-19 Omicron nghĩa là raging around the world, nghĩa là lây nhiễm ở khắp nơi hết. Và ông nói rằng cái vấn đề lớn hiện nay đó, cái chuyện mà lây nhiễm nhiều như thế đó, lẽ đương nhiên có người chích ngừa rồi vẫn bị lây nhiễm, có nghĩa là có phần đông những người chích 2 mũi mà chưa chích mũi thứ 3 cũng bị nhiễm như thường. Ông nói cộng thêm với cái tỷ lệ đó, khoảng gần 30% người Mỹ vẫn chưa chích ngừa, vấn đề không có chích mũi nào hết, thì đây là cái tình trạng nó dẫn đến cái lây nhiễm ở khắp mọi nơi cả. Ông kêu gọi lẽ đương nhiên rồi, Tổng thống Joe Biden như từ hôm thứ 6 đến giờ quý vị thấy đó, là ông vẫn tiếp tục kêu gọi đi chích ngừa. Bây giờ không chích ngừa thì sao? Và những người không chích ngừa đi lây nhiễm cho những người khác, cho nên Omicron bây giờ nó khá nặng nề. Thứ hai nữa đó là Moderna vào sáng ngày hôm nay công bố mũi thứ 3 của họ đã mang lại một kết quả rất là tốt, tăng gấp 37 lần với những người chích 2 mũi. Họ nói cái tỷ lệ như thế nào, nhưng mà so với 2 mũi đầu tiên thì cái mũi chích thứ 3 của Moderna có cái tác dụng tốt để mà ngăn ngừa Omicron. Họ nói rõ là Omicron thưa quý vị. Mà trước đó chúng ta cũng thấy là Pfizer cũng công bố là mũi thứ 3, chứ còn 2 mũi đầu thì chúng ta lại thấy có những cái kết quả tuần rồi họ báo cáo 2 mũi đầu đến giờ phút này là không có thấm thía gì hết so với Omicron. Nhưng mà chích mũi thứ 3 thì được 70%. Có nghĩa là 30% còn lại, mặc dù Ngọc Lan và chúng tôi chích ngừa rồi, nhưng mà chúng ta tiếp xúc với người bị Omicron đó, 30% vẫn nhiễm, vẫn có khả năng bị nhiễm. Cho nên mà 30% đó họ nói rằng khi mà tiếp xúc với Omicron á, Omicron nó lây nhanh lắm. Cho nên có thể là nó vẫn có khả năng, nếu mặc dù chúng ta được 70% nhưng mà cái cơ thể của Ngọc Lan hơi yếu, chúng tôi hơi bị yếu chút xíu đó, là chúng ta vẫn bị nhiễm như thường. Và đó là lý do mà họ kêu gọi cái sự cẩn trọng và cảnh giác ở khắp nơi khi chúng ta di chuyển. Nhưng mà khổ nỗi bà con bây giờ, thứ hai là bắt đầu tuần lễ du lịch đó thưa quý vị. Ngày hôm qua là đã bắt đầu cho một cái kỳ nghỉ rồi. Và trong ngày hôm qua thôi đó, người ta đã tính cái lượng người mà đi qua phi trường LAX đó, là hơn 200.000 người chỉ riêng qua phi trường này thôi trong ngày hôm chủ nhật. Và họ đã dự đoán rằng là thường người ta sẽ đi nhiều là ngày hôm qua, rồi bắt đầu đến sau ngày Christmas là người ta khi trở về. Rồi và sau ngày ngày 1 Tây đó, tức là ngày 2 Tây tháng Giêng, đó là những ngày mà
ở ngay các phi trường sẽ là ngày đông đúc nhất. Ngày đông đúc nhất mà vừa qua đó, tức là ngày giữa tháng 12 là ngày đông nhất, xong rồi đến ngày hôm Chủ nhật và những ngày tới. Rồi trong những ngày này thì đó, như đã nói, mặc dù dịch bệnh tăng lên nhưng mà cái lượng người đi, người ta sẽ đi du lịch hay là đi chơi á, không có dấu hiệu gì mà là giảm bớt đi hết, không có giảm đi. Dạ, không hề. Các số liệu đều cho thấy rằng là những cái người mà người ta không đi máy bay thì họ sẽ đi xe, và cái số lượng mà người đi xe lên cũng rất rất là cao. Dự trù chỉ riêng ở Cali thôi là khoảng 8.8 triệu người sẽ đi thực hiện cái chuyến đi mà từ 50 dặm cho lên đó, bắt đầu 23 tây thì họ sẽ đi đó. Rồi còn những người đi máy bay là đã đi rồi, cho nên là trong những ngày tới quý vị bắt đầu sẽ thấy là kẹt xe nha. Rồi với cái tình hình thời tiết như thế này, chưa kể rằng là ai đi máy bay đó, người ta nói là quý vị phải dự trù cái trường hợp mà máy bay bị delay, bị cancel rất rất là nhiều vào giờ cuối. Nhưng mà thưa quý vị, lễ tạ ơn đó, mình hiểu đó là người ta đi từ tiểu bang khác về nhà để mà đoàn tụ với gia đình. Thế nhưng người California thì đi đâu ta? Tại vì họ nói đi chơi, tức là họ không có ở nhà trong cái ngày Giáng sinh mà có thể là họ đi chơi, tức là trượt tuyết hoặc là họ chọn một cái nơi trốn nào khác để hưởng cái tối Giáng sinh. Có thể là những người độc thân hay như thế nào, hay gia đình ra sao, mình cũng ngạc nhiên ghê. Cho nên cái chuyện di chuyển đối với người Cali, họ đi cũng rất là đông luôn nữa. Rồi ngày hôm nay là quý vị biết, bắt đầu từ LAX ra đã bắt đầu cũng kẹt rồi, nhưng mà cái ngày mà gần đó, tức là cái ngày thứ năm, thứ tư, thứ năm sẽ là khủng khiếp luôn. Bởi vì thứ sáu, tối thứ sáu là Giáng sinh, để đến ngày thứ bảy là ngày 25. Cho nên năm nay đặc biệt quý vị, cuối tuần là rơi vào Giáng sinh, cho nên chúng tôi lại được nghỉ thêm một ngày nữa. những ngày này thật sự nó mà đi nói trong những ngày này đã đi mua sắm là đã thấy nó đông đúc rồi, chưa đừng có nói đến là cái ngày mà đi chơi. Ngọc Lan nghĩ rằng là như ở trong này đã nói đó, quý vị những ai mà di chuyển bằng bằng máy bay đó thì đã phải đến phi trường sớm hơn không nói rồi. Những người đi bằng xe phải trừ hao cái thời gian mà nó nằm ở trên đường rất rất là lâu. Hôm vừa rồi tôi đi vào South Coast Plaza và ghé ngang cái quầy hàng bán nước hoa đó, khủng khiếp luôn. Cho nên có những cái món hàng mà quý vị không mua trên mạng được. Mua được nhưng mà ai mà mua nước hoa trên mạng, phải không ạ? Làm sao biết mùi đó làm sao? Mình phải tới đi luôn. Và có một cái cách mà tôi thấy rằng thử nước hoa rất là tốt. Bởi vì quý vị đừng có ngửi ngay tại chỗ. Ok, mình thử nước hoa. Cái này là một cái cách mà chúng tôi học được. Quý vị chọn hai mùi ha, một bên tay trái, bên tay phải. Đừng có chọn ngay lập tức, bởi vì lúc đó khi mà nó xịt vô đó, nó thơm lừng à. Mình, cái mũi mình nó sẽ bị đánh lừa. Quý vị đi chơi, xịt xong quý vị nói ồ tôi sẽ quay lại. Thực sự là quý vị muốn mua đó, nhưng mà quý vị sẽ quay lại. Đã chọn được những cái mùi thích rồi, nhưng mà hai mùi cuối cùng mình chọn, quý vị đi chơi một vòng trong cái mò, đi đã đời, đi xong hết rồi cuối cùng quý vị ngửi lại xem cái mùi đó nó còn đúng là cái mùi thích mình thích rồi hay không. Quả nhiên khi mà chúng tôi đi một vòng rồi thì thấy cuối cùng cái mùi mình chọn á đúng là cái mùi mình thích. Còn lúc đầu mình thấy cái mùi bên tay phải nè, nó cũng có cái hay hay phải không, nhưng mà mình đi một vòng rồi cuối cùng mình sẽ chọn được để xem cái hương hoa nó còn trên tay của quý vị không. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý và khá nhiều tin về Covid nữa, mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình này được bảo trợ bởi mỗi sáng hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889.
Ngọc Lan Hoàng, Trầm Thủy trở lại với quý vị với Cà Phê Sáng phần 2 và cuộc nghiên cứu trên toàn cầu và cuộc nghiên cứu ở tại Hoa Kỳ này hôm nay đưa ra hai cái kết quả nó khác biệt. Nhưng mà riêng ở tại Mỹ này, các bệnh viện ở những nơi mà họ thu thập các dữ kiện về những bệnh nhân, và điểm đặc biệt đó, nói là bệnh nhân nhưng mà trong số này đó có những người họ không cảm nhận gì hết, nhưng mà vì một cái bệnh nào khác cho nên họ phải nhập viện. Đồng thời có những người được xét nghiệm lý do họ không chích ngừa và họ được xét nghiệm. Khi mà xét nghiệm ra thì họ positive, dương tính với COVID-19, trong đó phần lớn là Delta variant, bởi vì cuộc nghiên cứu này lấy các dữ kiện trước khi mà Omicron xảy ra trên thế giới. Thì họ thấy rằng trong 10 người xét nghiệm á, thì có 4 người positive và không có cảm giác gì hết. Không hề có bệnh, thưa quý vị. Họ nói tôi đi test là bởi vì tôi không có chích ngừa, cho nên công ty có những nơi đó đi du lịch đó thì bắt buộc họ phải xét nghiệm, thì họ xét nghiệm thế thôi. Rồi họ cảm thấy bình thường cho nên họ nghĩ rằng ô bất quá mình xét nghiệm thôi thì không có sao hết. Nhưng mà cho đến khi xét nghiệm rồi thì mới biết được là họ là positive. Thì cái nguy hại của cái việc này như thế nào, thưa quý vị? Theo cái kết quả điều tra đó, họ nói 800.000 người chết đó, trong số này là một phần là do cái lỗi của những người bị nhiễm mà không có cái cảm giác gì hết. Tại vì những cái người này họ vẫn sinh hoạt như thường. Họ nói tôi đâu có bệnh gì đâu mà tôi đi chích ngừa. Ok, nếu mà bắt tôi phải xét nghiệm thì tôi mới xét nghiệm. Mà trong khi đó họ đi khắp nơi hết, họ lây tùm lum ta lá hết tất cả, kể cả qua các phương tiện mà đi máy bay vì một cái lý do nào đó. Cho nên thưa quý vị, và kể cả có những người đã chích ngừa rồi, họ chích ngừa là vì họ muốn chích ngừa, họ nghĩ rằng họ sợ bị nhiễm bệnh. Nhưng mà thực sự khi họ chích ngừa rồi, hai mũi rồi đó, họ đã bị tấn công mà họ không có cảm giác gì hết. Cho nên gộp chung luôn với thành phần chích ngừa và không chích ngừa, bị nhiễm Delta hoặc là Omicron, và cái con số người bị Omicron mà không có cảm giác, thưa quý vị. Và đây là cái cơ thể họ rất là khỏe, tức là cái sức đề kháng. Thậm chí những người này không cần chích ngừa nữa, họ bị nhiễm họ cũng không có cảm giác gì luôn. 4 trong 10 người, thì quý vị có thể tưởng tượng là cái tình trạng mà lây nhiễm ở Hoa Kỳ này nó sẽ ghê gớm như thế nào. Rồi Tổ chức Y tế Thế giới, rồi các cơ quan y tế thế giới đó, họ thử nghiệm với những người không có cái cảm giác vì bệnh gì cả, không có triệu chứng bệnh gì hết á. Thì trong số này trên thế giới là 1 người trong 400 người trên thế giới. Có nghĩa là họ thu thập các dữ kiện Nhật, Trung Quốc, Việt Nam vân vân, rồi cả châu Âu nữa, thì họ xem như vậy đó. Họ nói rằng 1 người trong số 400 người này cũng đã lây nhiễm cho những người khác vì lý do họ không có cái triệu chứng gì của COVID-19 cả. Thì với cái con số và các dữ kiện nghiên cứu ngày hôm nay đó, họ nói tăng thêm nhu cầu xét nghiệm cho dù chích ngừa rồi nha Ngọc Lan. Bởi vì sao? Có những người chích ngừa rồi họ bị nhiễm breakthrough, thưa quý vị, tức là hai mũi hay ba mũi, con siêu vi khuẩn này nó vẫn tấn công người đó như thường, nhưng mà người đó trưng ra bằng chứng là họ đã được chích ngừa, họ vẫn được lên máy bay. Thế nhưng thực sự khi mà họ lên máy bay như vậy, họ cũng lây nhiễm cho những người khác, bởi vì trong người họ vẫn mang bệnh như thường. Cái đó là cái để mà họ giải thích được. Và kết quả các cuộc nghiên cứu, họ nói đa phần những người trẻ từ 16, 17 tuổi cho đến 39 tuổi, thành phần đó là thành phần gọi là không triệu chứng khi bị nhiễm bệnh, không có triệu chứng gì hết. Đây là thành phần khỏe mạnh. Và đó cũng là lý do có những người trẻ đó họ không chích ngừa, hoặc là họ chích ngừa rồi họ bị nhiễm và không có triệu chứng. Còn những người trên 39 tuổi thì cái thành phần mà nó không có triệu chứng càng ngày càng giảm đi. Anh Thủy đang nói đến cái chuyện là cần phải có những cái xét nghiệm, thêm những xét nghiệm, bởi vì có nhiều người bị nhiễm COVID-19 nhưng mà không có triệu chứng gì hết, cho nên là không hề biết. Mà cũng vì những cái xét nghiệm như vậy đó, cho nên là hồi
tuần rồi, thay vì chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới diễn ra đúng. Nhưng mà do ban tổ chức và rồi một nhóm những cô Hoa hậu bị nhiễm Covid-19, cho nên bây giờ cái cuộc thi chung kết nó bị lùi lại trong vòng 90 ngày, không biết đến ngày nào thì sẽ xét nghiệm, sẽ tổ chức lại. Nghiệp mấy cô. Không, cái đó là hơi lạ nha. 90 ngày sau thì mấy cô bị già đi thì sao ta? Rồi có người phải trở về nước hoặc là phải thay đổi âm tính rồi mới trở về nước, xong rồi trở qua, nói chung là chưa bao giờ như vậy. Tốn nhưng mà kém thêm nữa. Dạ, anh Thụy đang nói đến chuyện mà xét nghiệm Covid-19 thì đây một cái tin mà đang gây chấn động ở Việt Nam. Ồ. Bắt đầu từ hôm thứ Sáu vừa qua cho đến hôm nay. Đó là ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á bị khởi tố. Ừ. Ông đó là ông Phan Quốc Việt, còn trẻ thôi. Ừ. Đó, ông đây là ông. Lý do mà tại sao nó chấn động như vậy đó là bởi vì công ty Việt Á này được xem là công ty đầu tiên của Việt Nam được cấp cái giấy chứng nhận để mà sản xuất cái bộ mà kit test Covid-19 từ tháng 4 của năm 2020. Wow. Đầu tiên. Và người ta cho biết là có tổng cộng ở Việt Nam có 63 tỉnh thành thì tất cả đều mua cái bộ kit của ông này hết, của công ty này hết, với cái giá, nói chung là cái giá không thể tưởng tượng được. Đó là cái giá họ đưa ra đó là khoảng chừng $20 cho đến $30 một cái bộ như vậy. Wow. Mà một cái bộ đó thì họ xét nghiệm cho được giống như là 50 người. Cho nên lý do mà tại sao trong thời gian qua anh Thụy thấy tin tức, mình cứ thấy Việt Nam cứ đè người dân ra xét nghiệm, đúng không? Xét bất kể, một tuần xét 3 lần, một tuần xét 2 lần, xét riêng có, xét gộp có. Xét gì mà xét, mình đã thấy what? Cái chuyện gì nó xảy ra như vậy? Không thể bình thường, không hề bình thường. Thì bây giờ bị biết chỉ riêng công ty này thôi, chỉ riêng công ty này thôi, trong một năm cái lời mà họ thu được á là 172 triệu. Chỉ riêng cái công ty này, đô la. Rồi, bây giờ đó, bắt đầu họ, từ cái công ty này, bắt đầu họ quy ra, ủa, một công ty thì không thể nào mà nếu không có cái giấy phép của Bộ Y tế Việt Nam thì làm sao họ bán được, rồi làm sao các tỉnh thành tự dưng mua hết. Bây giờ thêm, ngày hôm cuối tuần vừa qua đó, thì thêm cái ông mà gọi là giám đốc CDC của Hải Dương. Mỗi một thành phố, tỉnh thành đều có cái CDC hết, tức là cái cơ quan phòng ngừa dịch bệnh, đúng nhưng không? Nhưng mà không phải là của cả nước Việt Nam. Việt Nam phải có một công ty, một cái cơ quan riêng. Rồi sao mỗi tỉnh thành nó có một cơ quan riêng? Thì bây giờ chỉ nói chỉ riêng Hải Dương thôi đó. Chỉ riêng Hải Dương thôi, bắt đầu là họ bắt đầu điều tra từ từ. Chỉ riêng cái công ty Hải Dương này, cái CDC Hải Dương này thôi đó, mua, chỉ đạo cho các cái cơ quan ở bên dưới của Hải Dương mua, thì chỉ riêng đó hợp đồng đó với Hải Dương thôi thì công ty này cũng đã hưởng lợi được 6 triệu rưỡi rồi. Nhưng mà trong đó cái tiền mà lợi quả, tiền huê hồng để trả cho ông bí thư gọi là giám đốc CDC Hải Dương chỉ riêng ông đó thôi 1.3 triệu. Một ông đó thôi, tiền hoa hồng ông nhận được 1.3 triệu. Như vậy thì bây giờ anh Thụy với khán giả thử hình dung 62 tỉnh thành thì cái tiền mà họ hoa hồng cho những người đó là bao nhiêu? Rồi nhưng mà tại sao cái vụ này nó đổ bể ra và cái bộ xét nghiệm này nó không có hiệu quả hả Ngọc Lan? Không. Bây giờ nói đến cái tính hiệu quả của họ đó thì bây giờ như thế này, khi mà họ đưa cái bộ này ra thì họ nói rằng là Bộ Y tế đưa ra nói rằng là cái bộ này đó là nó được cái giấy chứng nhận của Tổ chức Y tế Thế giới. Wow. Đúng không? Được Bộ Y tế Thế giới, được cơ quan Y tế Thế giới chấp thuận là WHO. Yeah. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà cái tin bắt đầu phanh phui thì người ta vào người ta coi lại cái link đó, thì Bộ Khoa học Công nghệ, người đã đưa cái tin này ra, gỡ cái bài đó xuống rồi. Gỡ rồi, bây giờ tiếp theo nó là những cái gì không nữa? Thì gì xin mời quý vị cùng trở lại với anh Đồng Thủy và Ngọc Lan sau phần cả một đất nước 100 triệu người. Yeah.
Chương trình này được bảo trợ bởi Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán đệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Ngọc Lan Hoàng chào tôi trở lại với tất cả quý khán thính giả. Trước khi Ngọc Lan tiếp tục cái câu chuyện và cái tin tức chấn động ở Việt Nam liên quan đến bộ xét nghiệm, và bây giờ người ta thấy là đây là bộ xét nghiệm giả, bởi vì mới đầu thì họ quảng bá nói rằng được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, và thậm chí được Anh Quốc, phải không ạ? Có nước Anh diết líu nữa. Chúng tôi có một cái sự so sánh để cho thấy được cái phương cách hoạt động và kiểm soát y tế nó khác biệt giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. Và đây là cái điểm mình thấy vô cùng mâu thuẫn ha. Việt Nam là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa là sao? Lo cho toàn dân. Nếu mà theo đúng cái chủ thuyết đó là chính quyền làm chủ, tất cả mọi thứ đều trong tay chính quyền cả, kể cả vấn đề xét nghiệm và thuốc men, ngay cả vấn đề dầu hỏa, cơm, gạo, rồi vấn đề như chúng ta đã từng thấy sau 75 á, là mỗi gia đình phải đi xếp. Đó là tiêu chuẩn xã hội chủ nghĩa, bởi vì chúng ta làm việc là làm việc cho nhà nước, rồi nhà nước sẽ phân phối lại cho chúng ta. Đó là cái tiêu chuẩn của xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà ở Mỹ này là theo tư bản chủ nghĩa, phải không ạ? Nhưng mà nói về vấn đề xã hội đó là theo đúng tiêu chuẩn đó. Một khi có đại dịch, một khi có thiên tai, chính phủ, liên bang, mặc dù chúng ta là một cái quốc gia được phối hợp từ 50 tiểu bang, nhưng mà có một chính phủ liên bang sẽ lo toàn bộ. Cho nên một tiểu bang gặp khó thì liên bang sẽ lo. Và khi mà đại dịch xảy ra thì chính phủ liên bang sẽ lo toàn bộ. Và chúng ta có một cơ quan CDC mà thôi, một cơ quan FDA mà thôi, hai cơ quan này làm việc chung với nhau theo sự đề nghị từ CDC đối với FDA. FDA cứu xét không độc lập, hai cơ quan này độc lập với chính phủ, không có bị kiểm soát, bởi vì như thế đó sẽ giúp cho các cơ quan này có những đưa ra những cái đề nghị không bị ảnh hưởng từ chính trị. Đó là cái điểm mà chúng ta thấy rất là tuyệt vời, cho nên họ phối hợp đó. Rồi các tiểu bang sẽ phải tuân theo CDC, không có tiểu bang nào tự động thông qua một cái bộ xét nghiệm, không có tiểu bang nào tự động thông qua một cái loại thuốc mà không có sự chuẩn thuận của FDA. Làm như thế là chính phủ liên bang sẽ kiện đến chết mà không có tiểu bang. Bởi vì nếu mà họ làm như vậy đó, liên bang không có cung cấp ngân sách để giúp cho các tiểu bang này. Đó là cái phương cách hoạt động ở Hoa Kỳ này. Chúng tôi trình bày để quý vị ở trong nước hiểu rõ được, thấy cái sự khác biệt và nó mâu thuẫn. Đã gọi là nhà nước cộng sản xã hội chủ nghĩa, không lo cho dân được. Bây giờ bắt dân phải bỏ tiền ra, rồi các công ty tất cả mọi thứ phải bỏ tiền ra. Trong khi ở tại Hoa Kỳ này, khi mà nói đến chích ngừa, quý vị thấy không? Này nỉ dư thừa bộ chích ngừa và bộ xét nghiệm, quý vị xét nghiệm. Thậm chí họ gửi bộ xét nghiệm về nhà cho quý vị, không trả tiền luôn nữa. Và đó là cái phương thức để mà giúp. Vì nếu không có chính phủ nhúng tay vào trong những cái trường hợp đại dịch như thế này đó, làm sao mà người dân, nhất là người dân nghèo, mình không nói tới người giàu, họ có tiền dư, họ có thể mua bao nhiêu bộ xét nghiệm, bao nhiêu thuốc chủng được. Nhưng mà người nghèo thì sao, làm sao có tiền? Đó là lý do mà một khi chính phủ lo cho người nghèo là tất cả thành phần trong xã hội đều được chính phủ lo hết, bởi vì có cơ quan FDA và CDC. Cho nên chúng ta nghe thấy cái chuyện này nó vô cùng mâu thuẫn. Mỗi một tỉnh có một ông riêng biệt để lấy cái món xét nghiệm đó, cái hàng xét nghiệm đó để cung cấp cho tỉnh, rồi buộc những người dân phải sử dụng chỉ cái bộ xét nghiệm đó thôi à. Và đó là lý do tại sao ông gọi là giám đốc cơ quan xét nghiệm và phòng ngừa dịch bệnh, mình cho là như thế, nhận cái tiền từ cái công ty
Việt Á này hối lộ $1 triệu. $1.3 triệu Chỉ riêng cái khoản đó thôi. Bây giờ quay trở lại một chút xíu. Khi mà nói là vào khoảng tháng 4, tháng 5 của năm 2020 đó, lúc đó là dịch bệnh bắt đầu lên ở đó, đó khủng khiếp. Thì ở bên cái công ty Việt Á này đã tung ra cho báo chí biết rằng là cái bộ mà xét nghiệm mà họ hợp tác cùng với cái này mới ghê, Học viện Quân y. Học viện Quân y của Việt Nam, mà nghe đến Học viện Quân y tức là thuộc về bên quân đội rồi. Quân đội vậy. Thì công ty này và phối hợp cùng với lại Học viện Quân y để mà chế ra cái bộ xét nghiệm này. Chế được. Chế luôn. Ra cái bộ xét nghiệm này đó. Thì cái bộ xét nghiệm này cái tên nó dài lắm, nhưng mà quý vị cứ hình dung nó cái tên nó ngắn nhất là Life Power. Thì họ cung cấp ra, họ nói rằng là cái bộ này đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Thì lúc đó báo chí đưa ra, xong rồi cái bộ này được Bộ Y tế, rồi bên gọi là cái cơ quan khoa học gì của Việt Nam á, họ đồng ý cho cái bộ đó được sử dụng, coi như bộ đầu tiên được cấp giấy phép sử dụng ở Việt Nam nha. Thì lúc đó mọi người đã bắt đầu đổ xô. Họ tin tưởng. Và tin tưởng mà đưa đi khắp nơi, thì họ nói rằng là 62 tỉnh thành, CDC 62 tỉnh thành và nhiều cái công ty lớn, nhiều cái bệnh viện đều sử dụng cái bộ này hết. Tuy nhiên ngoài cái bộ này ra thì bây giờ người ta đang điều tra tiếp tục đó. Họ nói rằng là một số bệnh viện hay tỉnh thành bởi vì cái giá chào hàng của cái bộ này nó cao cho nên họ chỉ mua có một chút thôi. Giống như là một chút chắc là tượng trưng theo yêu cầu của cấp trên. Rồi sau đó họ đi tìm những cái nguồn khác mà giá nó thấp hơn để họ mua. Nhưng mà nhìn chung thì tất cả cho dù bây giờ anh Thủy có mua của công ty nào đi nữa chào hàng thì cũng có cái tiền lợi quả. Như vậy cái tiền hoa hồng đó đó, bây giờ mình sẽ hình dung rằng cái công ty này nó chỉ riêng CDC của Hải Dương mà ông đó đã nhận được, ông giám đốc đã nhận được cả hơn 1 triệu rồi. Như vậy thì những tỉnh thành khác đó, họ sẽ cái mức họ nhận được sẽ là bao nhiêu nếu như họ mua của công ty này? Và nếu họ không mua công ty này, họ mua công ty khác thì có phải có thể là hơn nữa hay không? Nhưng mà đã gọi là bộ xét nghiệm của công ty Việt Á này được Học viện Quân y, cho nên nó trở thành một tiêu chuẩn cho đất nước. Đúng như vậy, như vậy. Cho nên những cái bộ khác mà những người khác mua vào của Nam Hàn, Nhật Bản hay của Hoa Kỳ vào đó, tùy. Nhiều khi người dân không tin tưởng nữa đó. Khi mà đưa vô đó, quý vị cứ hình dung một bây giờ một cái sản phẩm mà về y tế mà có được lưu hành hay không phải do Bộ Y tế quyết định cái đã, chấp thuận thì họ mới bắt đầu được lưu hành. Thì đây là cái bộ đầu tiên được chấp thuận. Rồi ngoài ra cái gì nữa thì nó có nhiều, rất là nhiều thứ. Nhưng mà theo cái ông giám đốc này, ông nói ông Phan Quốc Việt, cái ông mà giám đốc của công ty Việt Á đó, ông lúc đó đó ông nói đó, cái bộ này một ngày họ sản xuất được 10.000 bộ. Mỗi một ngày sản xuất được 10.000 bộ. Rồi cái giá mà ông đưa ra để mà đấu thầu đó là 400-600.000 thì Việt Nam chính nghĩa around $20 cho một bộ như vậy. Đương nhiên khi ông đưa ra, thí dụ như bây giờ mình hình dung ông là một người sản xuất, một người kinh doanh, ông đưa ra thì ai muốn mua mua, đúng không? Nhưng mà người ta chấp nhận, người ta mua cái giá đó. Và CDC, Bộ Y tế yêu cầu ok, các tỉnh thành xài đi. Thì bây giờ xài càng nhiều thì tiền càng vô. Thì bây giờ cái giờ quay lại chửi ông này rằng là ông này là hút máu, thì điều đó ông này chỉ là một con chuột thí ở trong đó thôi. Bởi vì nếu như ở những ông ở trên không có chấp thuận ổng thì làm sao ổng làm được. Rồi bây giờ lý do tại sao bây giờ bắt đầu bung lên, mà quý vị biết ông này mới bị bắt ngày hôm thứ Bảy thôi, 18 tháng 12 ở Việt Nam. Mà bắt đầu đến hôm nay những cái bài mà gọi là mang tính chất điều tra đó, dồn dập, không thể nào có một cái chuyện mà vừa đùng ra một cái liền. Nó phải có một cái sự chuẩn bị trước, thông tin đồ đưa ra trước. Thì bây giờ các ông trên đó họ đang mở một cái chiến dịch. Đúng, cuối cùng là họ muốn tiêu diệt ai? Cả một cái chế độ. Không, mình nhìn thấy từ trên xuống dưới. Từ cái lúc mà anh Thủy thấy không, tại sao cứ đè người dân ra, cái kiểu gì cũng đi chọc lỗ mũi hết trơn á. Đây là tiền.
họ càng nhiều thì họ bán được càng nhiều, thì những cái nơi đó, những nơi mà đấu thầu những cái này rồi phân phát xuống thì họ càng thu được lợi nhuận. Cho nên cái cuối cùng cái người mà chịu là ai? Là dân, người dân. Người dân chịu. Rồi khi mà đấu thầu như vậy, họ nói là tiền này là tiền của dân hay tiền của nhà nước trả cho những cái xét nghiệm này thì mặc kệ. Làm gì có nhà nước này. Mặc kệ. Mới đây tuần rồi Ngọc Lan tường trình đó quý vị, công nhân mang cái tiền lương mang về xem đi, trừ tùm lum tà la cuối cùng mang về còn được phân nửa, phải không? Phân nửa tiền lương của tháng đó, tại bởi vì trừ cho cái những cái xét nghiệm như thế này nè. Có vài trăm đô la thôi mà xét nghiệm bắt người dân phải trả tiền để xét nghiệm mới được đi làm, mà công ty nói bây giờ tôi đã bị nhà nước bắt buộc phải xét nghiệm các anh, mà chúng tôi phải bỏ số tiền đó ra không được. Chúng tôi không bỏ, bây giờ các anh muốn đi làm, các anh có lương, các anh lấy tiền lương đó để trả tiền xét nghiệm. Cái sự khác biệt quá lớn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là như thế. Cuối cùng thì dân đen chịu, còn những cái tên lãnh đạo đó, thưa quý vị, làm sao mà chúng ta bắt được những cái bí thư hoặc là quân đội, đại tá, công an hoặc là quân đội, tất cả những cái cấp bậc cao họ né hết. Họ nói ồ, mới đầu thì đúng có cái sự phối hợp giữa Học viện Quân y, nhưng mà cái chuyện sản xuất bán á, là do cái công ty Việt Á này chịu trách nhiệm. Cuối cùng họ đổ lỗi hết cho ông Tổng Giám Đốc. Đó là cái chuyện rất là buồn ở Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý. Cà phê sáng ngày sau quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi. Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. Long Factory 714-444-9999, khắp bạn so sánh. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Ngọc Lan, Hoàng Trọng Thùy trở lại với quý vị, tiếp tục với cà phê sáng và trở lại với cái tin tức từ Việt Nam chấn động. Và bây giờ chỉ có mỗi bắt đầu là có một ông tổng giám đốc của công ty Việt Á này ra bị bắt và điều tra, dẫn đến rồi có thêm một người nữa từ cơ quan kiểm tra dịch bệnh của Hải Dương nhận tiền hối lộ. Từ từ chúng ta sẽ biết thêm chi tiết, nhưng mà báo chí bắt đầu cũng phanh phui ra. Giờ đây thì báo chí mới có được cái tin, và điều này để cho thấy rằng có ai đó không nhận được tiền đầy đủ hoặc là không nhận được tiền lại quả từ công ty Việt Á này. Rồi cũng có những cái ông thấy ủa, tại sao tỉnh đó được, tỉnh này không được, dẫn đến cái tình trạng là ăn chia không đồng đều mới lòi ra cái chuyện này. Chứ còn nếu mà có chuyện ăn chia đồng đều chắc cũng không có lòi ra cái chuyện này đến độ bây giờ đổ bể ra mọi thứ cả. Và để so sánh được trong liên tục mà mấy ngày tuần trước chúng tôi gửi đến quý vị phần tường trình đặc biệt vào buổi chiều để cho thấy tại sao Việt Nam cần dân chủ là như thế. Tại sao, thưa quý vị, ở xứ dân chủ như ở Hoa Kỳ này không có ai độc tài toàn trị hết. Kể cả ông Tổng thống, chúng ta mới thấy là Tổng thống là cao nhất rồi, có ông chỉ đưa ra các sắc lệnh quyền lực thôi. Nhưng mà rồi cũng khi mà dính tới tiền bạc, quý vị nha, ở Mỹ này họ biết. Mấy vị mà tiền thân của đất nước khi mà lập ra hiến pháp, họ biết thế nào dính tới tiền là phiền lắm. Cho nên ông Tổng thống là chỉ có đưa ra lệnh, đưa ra những cái việc mà cai quản đất nước, cai trị đất nước. Còn cái chuyện tiền bạc để quốc hội lo. Rồi trong quốc hội chúng ta cũng thấy hai đảng nữa. Và thực sự là như thế. Ngay cả trong cơ quan FDA và cơ quan CDC chịu trách nhiệm cho tất cả các loại thuốc men này, làm sao chúng ta thấy được có cái chuyện mà hối lộ mấy ông FDA? Quý vị biết một cái loại dược phẩm khi mà đưa ra mất nhiều năm trời, mà một khi được cả một cái nhóm
của FDA chuẩn thuật là biết bao nhiêu công sức của họ, tốn kém bao nhiêu tỷ Mỹ kim. Đó cũng là lý do tại sao thuốc ở Mỹ này nó đắt đỏ là như thế và nó gây ảnh hưởng là như vậy. Bởi vì sao? Cái tiến trình kiểm tra rồi chế tạo quá tốn kém đi, trả lương cho nhân viên biết bao nhiêu tiền và các vị bác sĩ. Trong cơ quan FDA đó Ngọc Lan, họ có trước khi một cái loại thuốc được chuẩn thuận, họ có một cái nhóm 5 vị. Mà 5 vị này đó là lương bác sĩ rất là cao rồi, họ đâu cần phải nhận tiền hối lộ. Nhưng mà 5 vị này để làm gì? Kiểm soát lẫn nhau. 5 vị này sau khi cuối cùng họ mới bỏ phiếu, họ mới bỏ phiếu đề nghị thôi nha. Thí dụ như là Pfizer, họ bỏ phiếu, họ đề nghị Pfizer, chúng tôi xét thấy tất cả các dữ kiện đúng, 5 vị này đề nghị để được chuẩn thuận. Sau đó rồi mới cơ quan FDA theo dõi cái đề nghị này chưa? Họ chưa. Thí dụ như là cái loại thuốc Merck, cái loại thuốc mà trị COVID bây giờ, quý vị thấy không? 5 vị FDA này nói được, cái loại thuốc Merck này sẽ giúp cho các bệnh viện giảm bớt cái tình trạng nặng của COVID sau khi họ được uống. Ấy vậy mà đến giờ phút này mấy tuần lễ trôi qua, FDA vẫn chưa chuẩn thuận Merck. Họ mới được đề nghị thôi. Rồi sau đó Pfizer được đề nghị, mà bây giờ đang trong cái thời gian. Mà thưa quý vị, đây là cái tin tốt phải không ạ? Merck nếu mà như bình thường ở Việt Nam là cho đi, nghĩa là không cần thông qua nữa, cứ xuống để được chữa trị đi. Rồi bán cho người dân, bán cho bệnh viện, rồi ai muốn mua, ai muốn được chữa trị bằng thuốc, trả tiền ra. Bên Mỹ không có cái chuyện đó. Ngay cả Tổng thống Biden, ông cũng muốn có được cái loại thuốc được chữa trị ngay, đặt tiền mua luôn. Vâng. Bên phía Biden ngay sau khi tin tức Merck cho biết là được hữu hiệu để mà trị COVID đó, đặt mua mấy tỷ đô la luôn. Mua rồi nếu được bệnh viện, cho bệnh viện để chữa trị. Ấy vậy mà đến giờ phút này Merck vẫn chưa được thông qua. Để cho thấy rằng cái việc kiểm soát ở nước Mỹ này nó kỹ càng như thế nào, để tránh cái tình trạng mà hối lộ này, cửa quyền này, rồi một cơ quan chịu trách nhiệm cho rất nhiều những cái nơi khác nữa. Cho nên những cái tin tức này ra mình thấy tội nghiệp quá Ngọc Lan, rồi không biết còn cái gì nữa đây, sắp còn tới đây. Còn cái gì nữa đây? Bây giờ mình tới nhà, bây giờ sắp tới đây là ví dụ như cái thuốc mà chị đó, Việt Nam sẽ mua về rồi tìm cách rồi chế ra. Ô, Việt Nam vừa chế được thuốc trị COVID. Anh Thụy nhớ, anh Thụy cũng đã từng đưa tin rằng là tập đoàn Vingroup ở Việt Nam lập công nghệ, lập cái công ty đó, công nghệ sinh học gọi là VinBioCare không? Để mà chế ra cái vaccine trị COVID-19, đúng không? Đó là cái tập đoàn Vingroup, là của Phạm Nhật Vượng, là ông mà tổng giám đốc mà giàu sụ đó, người mà vừa mới đưa chiếc xe VinFast qua đây rồi quá trời đó. Thì người mà nắm 30% cổ phần của cái công ty sinh học VinBioCare mà nhằm chế tạo ra vaccine trị COVID-19 chính là ông Phan Quốc Việt này đây. Chính là ông này. Thì bây giờ đó, mới hồi tháng 11 vừa rồi thôi, hồi tháng 6 vừa rồi, thì khi người ta đưa cái bài này ra, lúc mà người ta nói rằng là Vingroup lại mở cái công ty sản xuất đó đó, thì lúc đó người ta chưa biết cái ông mà Phan Quốc Việt này, giống như ông này là đang ở trong bóng tối. Và ông bước ra ánh sáng là người ta mới biết, ô, ông này chính là cái ông mà phối hợp với lại bên Học viện Quân y để chế tạo cái bộ kia. Ông này nắm 30% cổ phần. Thì bây giờ người ta đặt câu hỏi, lý do gì mà Vingroup lại phải kết hợp với ông này để mà sản xuất vaccine? Nó phải có một lý do. Mà trong khi Vingroup người ta đang có nhiều cái dư luận cho rằng đó là cái nơi để mà rửa tiền của các ông lớn không đó, nơi đó gọi là tài phiệt đó. Thì bây giờ ông này cũng có dính dáng tới đó. Quý vị nghĩ đây là chỉ là những cái đồn đoán trong thời gian qua đó. Không cần bán xe điện ở đây, chỉ có mang tiền qua đây thôi. Tất cả những cái chuyện đó là để rửa cái nguồn tiền ở trong nước sang đây. Chứ nhiều khi họ biết được, cái chuyện mà đội đá vá trời, cái kiểu mà mang xe điện ở Việt Nam. Việt Nam chế cái xe đạp không được nữa. Bây giờ đòi bán xe điện cạnh tranh với Tesla. Nhưng mà cái nguồn tiền đầu tư tất cả cuối cùng không bán được thì nó đã rửa biết bao nhiêu tỷ đô la rồi. Quý vị bị tưởng tượng một cái công, có những công ty họ đã nghiên cứu xe điện ở Mỹ này 10 năm nay rồi. Bây giờ mới chính thức ra IPO, là Rivian á.
rồi Lucid, những cái công ty mà họ đã cả chục năm nay rồi nghiên cứu thôi để mà tìm cách ra xe điện, đến bây giờ vẫn chưa ra được chiếc xe điện nữa để mà bán đó. Họ phải trì hoãn cái việc mà bởi vì một cái chiếc xe ra mà có cái chuyện gì trục trặc là chết luôn, bồi thường chết luôn. Tesla thì đã thành công trong cái chuyện đó, hiện nay duy nhất có mỗi công ty xe điện. Trở lại với những tin tức về Covid thì không vui đó thưa quý vị, California vẫn tiếp tục, họ nói rằng là tình trạng lây nhiễm hiện nay vẫn gia tăng cao, rồi trong các bệnh viện vân vân, rất là phiền. Chưa kể là ở các địa phương nữa, cái số trường hợp mới vào hôm thứ Bảy vừa qua 3.915 người đã nhập viện sau khi số người lây nhiễm ở khắp mọi nơi cả. Đây là con số mới nhất từ cơ quan y tế của California đưa ra, tăng gần 31% chỉ trong 2 tuần qua. Nếu như bình thường đó thì California chúng ta lại rơi vào tia cực tím, cái màu tím, thưa quý vị, cái màu tím và cái màu chúng ta rất là phiền lúc mà đầu dịch bệnh đó. Lẽ ra giờ này đó là California phải rơi vào cái màu đó rồi bắt đầu phong tỏa đóng cửa tùm lum hết. Nhưng mà không, không thể mà đóng cửa được bởi vì bây giờ họ chỉ khuyến khích chích ngừa thôi. Hy vọng FDA sớm chuẩn thuận thuốc Merck và sắp tới sẽ là Pfizer. Merck phải được chuẩn thuận rồi mới tới Pfizer để trị COVID-19 uống vào. Họ đã có những cái kết quả cũng khá là khả quan để trị Omicron. Mặc dù tin tức nói rằng Omicron lây nhiễm, triệu chứng nó không có như là Delta, nhưng mà vẫn có trường hợp nhập viện. 3.915 người nhập viện, trong tin tức họ không nói là từ Omicron hay là từ Delta. Nhưng mà vào mùa lạnh, cái tình trạng cúm rồi coronavirus tiếp tục hoành hành. Tin tức còn nhiều lắm, thế nhưng mời quý vị với đến với thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo, và bây giờ tạm chia tay với Ngọc Lan. Xin hẹn gặp lại anh Thụy và quý khán giả vào chương trình sáng ngày mai.